Rất vui được gặp lại quý thầy cô, các em học sinh cùng quý vị khán giả trong chương trình giáo dục và đào tạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Việc tổ chức bữa ăn cho học sinh tại trường học phổ biến trên cả nước, đã có những vụ việc ngộ độc xảy ra, đòi hỏi sự tăng cường kiểm tra, giám sát. Hiện tỷ lệ học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đăng ký ăn bán trú tại trường ngày càng tăng. Nhiều trường học đã đầu tư cơ sở vật chất, bếp ăn, bảo đảm đủ các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, thành lập tổ giám sát nhập thực phẩm, suất ăn có sự tham gia của phụ huynh. Mặc dù vậy, một số sự cố đáng tiếc liên quan đến suất ăn trong trường học vẫn xảy ra. An toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể của trường học đang là mối quan tâm của toàn xã hội, nhất là đối với bất cứ gia đình nào có con em đi học, bán trú và ăn tại trường. Với số lượng học sinh bán trú ngày càng gia tăng, kéo theo nguy cơ ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do đó, đòi hỏi về tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm ở các bếp ăn rất quan trọng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tại nhiều trường học, việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đang là vấn đề hết sức lo ngại khi liên tiếp nhiều vụ ngộ độc tập thể đang xảy ra. Như chúng ta đã biết, dinh dưỡng cho trẻ trong những năm đầu đời là tiền đề, là điều kiện cần và đủ cho sự phát triển về mọi mặt sau này của những đứa trẻ. Lứa tuổi mẫu giáo và tiểu học là quá nhỏ nên gần như hoàn toàn phải dựa vào sự giúp đỡ, phục vụ của các cô giáo trong việc chơi, học, ăn, ngủ. Bên cạnh vai trò đặc biệt quan trọng của giáo viên trực tiếp dạy, chăm sóc trẻ thì bếp ăn với số lượng học sinh đông mà đối tượng là trẻ nhỏ thì việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non và tiểu học cần được hết sức chú trọng. Đây cũng là một trong những điều kiện bắt buộc phải thực hiện của các trường mầm non và tiểu học trong cả nước. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong tháng 10 cả nước xảy ra 13 vụ ngộ độc thực phẩm với 261 người bị ngộ độc, trong đó có 6 người tử vong. Tính chung 10 tháng đầu năm 2023, cả nước xảy ra 93 vụ với 1.617 người bị ngộ độc, 21 người tử vong. Trong số này, không ít vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể tại các trường học. Từ những vụ ngộ độc xảy ra trong trường học thời gian qua, một số phụ huynh bày tỏ mong muốn đối với công tác ăn bán trú, ban giám hiệu các trường phải thể hiện được trách nhiệm, sát sao kiểm tra nguồn gốc thực phẩm, nơi sản xuất, công ty cung cấp một cách thường xuyên, chứ không phải chỉ khi nào có sự cố xảy ra thì mới xem xét đến hợp đồng trách nhiệm. Tình trạng những vụ ngộ độc thường xuyên diễn ra tại trường học khiến nhiều phụ huynh vô cùng lo lắng, dù trường của con em mình chưa từng bị ngộ độc, vì họ nghĩ rằng liệu trường của con mình có xảy ra hay không. Đối với tôi, về vệ sinh an toàn thực phẩm rất là quan trọng vì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của các cháu cũng như về vấn đề học tập. Từ ngày hai cháu bước vào trường này, tôi về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của trường rất là tốt. Ngày nào tôi cũng hỏi các cháu hôm nay ăn gì, và các cháu đều ăn rất ngon, và còn có khi cháu còn xin cơm thêm, là biết sức ăn của trường ngon nên cháu sẽ xin thêm và ăn. Theo tôi thì cái vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cho các bé là yếu tố tiên quyết. Bởi vì khi mà cái nguồn cung cấp thực phẩm cũng như là các khâu mà chế biến nấu ăn mà không đảm bảo thì các con nó còn nhỏ thì hệ miễn dịch nó yếu, cho nên là nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến quá trình học tập của bé. Hiện nay trên địa bàn toàn thành phố Tây Ninh có 19 trường giáo dục mầm non và 12 trường giáo dục tiểu học có tổ chức bán trú với hơn 15.000 học sinh đăng ký tham gia. Ngoài việc đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng giúp các em nâng cao thể chất tinh thần và yên tâm học tập, thì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong mọi bữa ăn luôn được các trường thực hiện nghiêm túc theo quy định, hướng dẫn của các ban ngành. Để hỗ trợ các trường học thực hiện tốt công tác này, hàng năm Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã phối hợp với các ngành xây dựng kế hoạch hướng dẫn về bảo đảm an toàn thực phẩm và chỉ đạo việc thực hiện nghiêm túc các quy định của luật an toàn thực phẩm tại các trường học, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm của các nhà cung cấp thực phẩm và nhà sử dụng. Trách nhiệm của bếp ăn đảm bảo quy trình một chiều, từ thực phẩm tươi đầu vào đến đầu ra. Trách nhiệm đảm bảo cân bằng dinh dưỡng trong mọi bữa ăn, thay đổi theo từng ngày, đủ dinh dưỡng cho học sinh. Trách nhiệm ghi chép lưu mẫu thức ăn theo đúng quy trình. Để các trường mà thực hiện tốt cái công tác tổ chức bếp ăn bán trú cho các trường học á, thì hàng năm Phòng Giáo dục và Đào tạo kết hợp với ngành y tế tổ chức cái công tác tuyên truyền về cái công tác mà vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi có tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng về kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau đó thì có kiểm tra sức khỏe cho các nhân viên là nhân viên cấp dưỡng của các trường có tổ chức bán trú. Thì cùng đó thì chúng tôi cũng tăng cường cái công tác mà kiểm tra định kỳ hoặc là đột xuất đối với các cơ sở
để chế biến và cung cấp thực phẩm đối với các bếp ăn của trường học, để qua đó thì có thể xử lý hoặc là nhắc nhở những cái sai phạm mà các cơ sở mà chế biến có thể vi phạm, để tạo cái môi trường tốt cho học sinh, đảm bảo sức khỏe cho học sinh ngày đến trường. Thì chúng tôi cũng kiểm soát chặt chẽ cái đầu vào của nguyên liệu. Thì trong đó thì chúng tôi cũng đây coi đây là cái khâu quan trọng để mà chúng tôi ngăn chặn cái thực phẩm 3-0 là không rõ nguồn gốc, không nhãn mác và không hạn sử dụng. Thì cũng yêu cầu các trường là thực hiện cái việc mà kiểm thực 3 bước. Đó là bao gồm bước kiểm tra thực phẩm trước khi chế biến, trong quá trình chế biến và trong quá trình trước khi học sinh ăn. Cũng yêu cầu các trường là phải có cái tủ lưu mẫu thức ăn, lưu mẫu theo đúng hướng dẫn của Sở Y tế, và trong các cái khâu mà từ sơ chế rồi chế biến rồi chia phần khẩu phần ăn và công tác vệ sinh phục vụ, thì trong tất cả những bước này thì đều có cái sự mà kiểm tra giám sát của các thành viên trong nhà trường và đại diện của cha mẹ của phụ huynh học sinh. Có mặt tại trường tiểu học Tôn Thất Tùng, phường 4, thành phố Tây Ninh và được tận mắt theo dõi quy trình chế biến nguyên liệu ở bếp ăn, mọi khâu chế biến đều sạch sẽ gọn gàng. Tuy giờ ăn trưa bắt đầu vào lúc 10 giờ 30 phút hàng ngày, nhưng công tác giao nhận thực phẩm được bắt đầu từ sớm. Bởi dưới sự giám sát của ban giám hiệu nhà trường, các nguyên vật liệu luôn được kiểm tra cẩn trọng về độ tươi ngon, các loại tem, nhãn mác và hạn sử dụng. Toàn trường có hơn 1.100 học sinh với 1.020 em đăng ký bán trú tại trường. Với một bữa trưa và một bữa xế mỗi ngày, số lượng nguyên liệu lớn, chỉ cần một sơ suất nhỏ trong khâu kiểm soát cũng sẽ để lọt thực phẩm bẩn, không đảm bảo tiêu chuẩn vào những bữa ăn, cũng tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc cho các em học sinh tại trường. Được triển khai mô hình bán trú và phục vụ bữa ăn trưa cho học sinh từ năm 2015, trường tiểu học Tôn Thất Tùng đã đầu tư xây dựng bố trí bếp ăn theo đúng quy tắc một chiều, bố trí riêng biệt các khu vực tiếp nhận nguyên vật liệu, sơ chế nguyên liệu, chế biến, bảo quản thực phẩm đã nấu chín và vệ sinh sau bữa ăn một cách khoa học và hợp lý. Ngoài lựa chọn nguyên vật liệu thì trong quá trình chế biến thực phẩm luôn được nhân viên phục vụ thực hiện đúng như kiến thức đã được tập huấn thường xuyên về vệ sinh an toàn thực phẩm, như trang bị tập về, găng tay, khẩu trang, thực hiện phân loại và tách biệt khu vực chế biến thực phẩm sống và thực phẩm chín, vệ sinh tất cả dụng cụ nhà bếp trước và sau khi sử dụng để đảm bảo tối đa an toàn cho các em học sinh. Biện pháp quan trọng nhất là kiểm tra giám sát. Ở đây nhà trường của chúng tôi kiểm tra 3 yếu tố. Thứ nhất là thực phẩm, thứ hai nữa là con người, thứ ba nữa là tất cả các dụng cụ để đưa vào thực hiện trong bếp ăn. Cung cấp thực phẩm nhà trường thì trước hết là phải đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm là trên hết. Nên chúng tôi sẽ chọn tất cả các nhà phân phối và công ty nó sẽ là có tiếng trên thị trường và sẽ có giấy tờ vệ sinh an toàn thực phẩm đủ điều kiện. Được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất khang trang với đầy đủ các phòng học, phòng chức năng, khu bếp, khu nhãn riêng biệt, tủ nấu cơm, tủ sấy bát, trường mầm non Thái Chánh, thành phố Tây Ninh có đầy đủ các điều kiện để tổ chức học bán trú an toàn cho trẻ em. Để đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn, nhà trường ký hợp đồng với các cơ sở cung cấp có uy tín, thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Quá trình chế biến yêu cầu các nhân viên nhà bếp thực hiện nghiêm quy trình vệ sinh từ dụng cụ chế biến đến sơ chế, nấu ăn, chia thức ăn cho trẻ. Những năm qua, trường không xảy ra ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, chúng tôi không chủ quan lơ là bởi vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm là liên quan đến tính mạng con người. Về cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường thì trường đã xây dựng cái chuyên đề về vệ sinh an toàn thực phẩm hàng năm để chăm sóc trẻ được tốt hơn. Bên cạnh đó thì trường cũng kết hợp với phụ huynh học sinh xây dựng cái kế hoạch giám sát của phụ huynh học sinh cũng như tất cả các ban ngành đoàn thể thường xuyên kiểm tra giám sát bếp ăn của trường để tạo cái chất lượng bữa ăn cho trẻ tốt hơn. Bên cạnh đó thì trường cũng xây dựng cái kế hoạch tuyên truyền đến phụ huynh về cái chăm sóc giáo dục trẻ để mà phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để mà mình nâng cao cái chất lượng bữa ăn của trường cũng như là phát triển toàn diện hơn cho trẻ. Kết quả đạt được trong công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú rất đáng ghi nhận. Song vấn đề này vẫn cần được các đơn vị trường học quan tâm thực hiện thường xuyên, không chủ quan lơ là. Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm giúp trẻ phát triển toàn diện, song song với việc đầu tư cơ sở vật chất bếp ăn,
các trường học cần tăng cường kiểm soát đầu vào các loại thực phẩm, đảm bảo các thực phẩm đưa vào nhà trường đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đặc biệt cần tăng cường công tác kiểm tra đột xuất với những bếp ăn trong trường học, từ đó kịp thời tuyên truyền nhắc nhở và có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các cơ sở vi phạm, đảm bảo bữa ăn an toàn cho trẻ, để các trẻ phát triển toàn diện cả về trí lực và thể lực. Thưa quý thầy cô, các em học sinh cùng quý vị khán giả, chương trình giáo dục và đào tạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh đến đây là hết. Cảm ơn quý vị, quý thầy cô, các em học sinh đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.